Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự 16 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, ngày 10 tháng 3, tại đền thờ Đức Vua An Dương Vương và Công chúa Mỹ Châu, xã Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn đã diễn ra lễ hội cầu phúc Xuân Giáp Thìn năm 2024. Đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến dâng hương tưởng nhớ Đức Vua An Dương Vương trước khi vào chính lễ. Trong lịch sử Việt Nam, vào nửa sau thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên, với sự suy yếu của triều đại Hùng Vương, Thục Phán đã thay thế Hùng Vương lập nên nước Âu Lạc và xưng danh là An Dương Vương. Để tưởng nhớ công lao dựng nước của vua An Dương Vương, nhiều nơi trên cả nước đã lập đền thờ, trong đó có đền thờ An Dương Vương và Công chúa Mỹ Châu tại làng Bình Hòa, xã Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn. Đền thờ An Dương Vương còn là địa điểm trú ẩn hội họp tập kết của nhiều nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng và các đơn vị quân đội trong thời kỳ chiến tranh. Sau này, do những nguyên nhân khách quan và chủ quan, ngôi đền không còn nữa. Năm 1993, cấp ủy chính quyền cùng nhân dân địa phương đã thống nhất việc xây dựng lại đền thờ An Dương Vương và Công chúa Mỹ Châu. Đền thờ đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Hàng năm, đền Đức Vua An Dương Vương và Công chúa Mỹ Châu diễn ra 7 kỳ tế lễ. Trong đó, theo phong tục, có 3 ngày lễ lớn là 29 tháng Chạp đến mùng 1 Tết và ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch hàng năm diễn ra lễ hội cầu phúc đầu xuân để cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và hướng con người đến cái đẹp của văn hóa tâm linh, giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương, đồng thời quảng bá, giới thiệu địa điểm du lịch văn hóa tâm linh đến với du khách trong và ngoài tỉnh. Tối qua, ngày 9 tháng 3, tại quảng trường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lễ tổng kết Liên hoan văn hóa các dân tộc lần thứ 20 và trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2024. Trong 2 ngày tổ chức liên hoan, từ mùng 8 đến mùng 9 tháng 3, đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, hấp dẫn và sôi nổi, tạo nên một không gian văn hóa truyền thống ấn tượng với nhiều giá trị văn hóa tốt đẹp như hát chèo, hát sẩm, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, hát chầu văn, múa đèn, múa cá sa, xét bùa của các dân tộc Kinh, Thái, Mường, Giao, Mông. Với tình yêu văn hóa truyền thống cùng sự đầu tư công phu, các đơn vị đã mang đến liên hoan nhiều tiết mục đặc sắc, thể hiện được bản sắc văn hóa riêng của từng dân tộc và nét văn hóa của từng địa phương. Thông qua các hoạt động tại liên hoan, đồng bào các dân tộc trong tỉnh đã được giao lưu văn hóa văn nghệ, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Qua đó, từng bước nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây cũng là dịp để các địa phương quảng bá hình ảnh về vùng đất và con người, những giá trị văn hóa đặc sắc đến với nhân dân và du khách, từ đó thúc đẩy phát triển văn hóa du lịch. Tại lễ tổng kết, ban tổ chức đã trao 29 giải A cho phần thi diễn chương trình văn nghệ dân gian, 45 giải A, 63 giải B cho phần thi trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc. Để phát triển công dân số, thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã tích cực, quyết liệt triển khai đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử. Mỗi người dân có một tài khoản định danh điện tử để trở thành công dân số, có thể tham gia mọi hoạt động trong xã hội số. Nằm trong nhóm tiện ích phục vụ phát triển công dân số, tài khoản định danh điện tử là tiện ích cần thiết mà người dân phải có ngoài căn cước công dân. Nếu như căn cước công dân được coi như giấy tờ thông hành, chứng minh nhân thân mỗi cá nhân ngoài đời thực, thì tài khoản định danh điện tử được xác thực thông tin trên môi trường điện tử và giúp mỗi người được định danh công dân số. Người dân có thể thay thế căn cước công dân và các loại giấy tờ khác bằng tích hợp hiển thị trên ứng dụng VNID, từ đó hạn chế tối đa giấy tờ phải mang theo khi thực hiện giao dịch hành chính. Ra công an khi mà cần những cái thông tin cư trú đấy thì đã được tích hợp trên cái app ở trên điện thoại, tích hợp hết tất cả trên cái app trên điện thoại này rồi thì mình nghĩ là đi đâu mà cần, ví dụ quên căn cước công dân thì có cái app hỗ trợ rất là tốt. Theo thống kê từ Sở Thông tin và Truyền thông, tính đến hết tháng 12 năm 2023, toàn tỉnh đã kích hoạt thành công trên 1,6 triệu tài khoản định danh điện tử, vượt chỉ tiêu Bộ Thông tin và Truyền thông giao. Người dân cũng đã bắt đầu làm quen với khái niệm chuyển đổi số, chủ động cài đặt và sử dụng dịch vụ số nhằm phục vụ công việc và cuộc sống. Cộng đồng công dân số của tỉnh ngày càng có thêm nhiều thành viên với kỹ năng sử dụng công nghệ số không ngừng được nâng cao, ứng dụng ngày càng rộng rãi trong giao tiếp và các hoạt động xã hội, kinh doanh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Theo thống kê, tỉnh Thanh Hóa có 62 văn bằng bảo hộ thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp, làng nghề và 42 sản phẩm nông lâm thủy sản khác được chứng nhận nhãn hiệu. Các sản phẩm tiêu biểu như mắm Do Xuyên Ba Làng của thị xã Nghi Sơn, chè lam Phủ Quảng của huyện Vĩnh Lộc, mắm tép Hà Yên của huyện Hà Trung, tương Làng Ái huyện Yên Định, bánh lá Sang Bừa Xuân Lập và bánh gai Tứ Trụ huyện Thọ Xuân
Tơ Hồng Đô, huyện Thiệu Hóa, kẹo nhãn Lang Chánh, vịt Cổ Lũng, huyện Bá Thước, cam Xuân Hòa, huyện Như Xuân. Qua việc xây dựng thương hiệu, người dân được nâng cao kiến thức về quy trình sản xuất, bảo quản, tiếp thị sản phẩm, quản lý bán hàng, tiến hành các công việc đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý để tránh bị xâm phạm. Đây cũng là cơ sở để bảo vệ và phát triển sản phẩm riêng, đặc trưng từng vùng miền và quảng bá, thu hút khách du lịch. Tuy nhiên, hiện các sản phẩm văn bằng bảo hộ được chứng nhận nhãn hiệu chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của tỉnh. Vì vậy, ngoài những chính sách chung của tỉnh, các địa phương cũng cần có những cơ chế riêng nhằm xây dựng và phát triển thương hiệu cho nông sản địa phương để sản phẩm khẳng định được vị thế trên thị trường. Những thực phẩm, đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc đang được bày bán tràn lan, bủa vây các cổng trường học. Điều này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, khả năng rất cao gây ngộ độc cho các em nhỏ. Tuy nhiên, dường như vấn đề này vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Mặc dù ghi hạn sử dụng là ngày 15 tháng 2 năm 2024, nhưng cho đến ngày 5 tháng 3 năm 2024, số bỏng ngô này vẫn được bày bán công khai tại cơ sở bán hàng trước cổng trường tiểu học Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Không chỉ có bỏng ngô, nhiều thực phẩm bán tại đây đều không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không ghi rõ hạn sử dụng. Những thực phẩm chế biến tại chỗ không được bảo quản chế biến đúng quy định. Trong khi đó, người bán thì mơ hồ với những loại hàng hóa do chính mình nhập về để bán cho học sinh. Hàng hết hạn sử dụng ấy là mấy hôm nay nhà em mới chuyển nhà ấy, nên là em chưa xem được lại cái hạn sử dụng ấy. Cái hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ thì em chỉ đọc rồi em thấy chữ Việt Nam á thì em lấy thôi. Có những cái không có chữ Việt Nam gì cả. Thì nhiều khi mình lấy mình cũng không để ý được hết đó. Các phần tem nhãn phụ thì em cũng không được tập huấn ấy, nên là em cũng không hiểu biết về cái đấy nhiều nên là em mới lấy. Điều đang nói, cách đây gần 2 tháng, tại xã Xuân Sinh đã có 2 trẻ phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, nghi do ngộ độc sau khi ăn đồ ăn không rõ nguồn gốc. Không chỉ ở khu vực nông thôn, tại cổng nhiều trường học trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, như trường tiểu học Đông Vệ 1 và trường trung học cơ sở Lê Lợi thuộc phường Đông Vệ, các loại thực phẩm đóng gói không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hạn sử dụng, không có tem nhãn phụ cũng được bày bán tràn lan. Những vi phạm này diễn ra hàng ngày, nhưng không có bất kỳ lực lượng chức năng nào của địa phương có mặt xử lý. Nếu không có biện pháp hiệu quả quản lý hoạt động kinh doanh thực phẩm khu vực trường học thì vấn nạn thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc bủa vây cổng trường học vẫn là câu chuyện chưa có hồi kết. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu của quy hoạch là đến năm 2025, mạng băng rộng cố định đảm bảo cho 100% hộ gia đình có khả năng tiếp cận cáp quang, với 90% người sử dụng có thể truy cập Internet, 100% dân số ở độ tuổi trưởng thành có điện thoại thông minh. Đến năm 2030, hạ tầng mạng truy cập băng rộng cố định được đầu tư nâng cấp đảm bảo 100% người sử dụng có khả năng truy nhập với tốc độ trên 1 GB một giây. Băng rộng di động 5G phủ sóng 99% dân số, các nền tảng số quy mô quốc gia được hoàn thiện, vận hành thông suốt, đáp ứng được yêu cầu chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Mọi người dân được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ số tiên tiến với chất lượng cao, giá cước phù hợp. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp viễn thông và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh về việc tuyên truyền, phổ biến thông tin liên quan đến lộ trình dừng công nghệ 2G, phổ cập điện thoại thông minh, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các nội dung quy định liên quan về tắt sóng thông tin di động 2G, chuyển đổi sử dụng điện thoại thông minh để thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số của tỉnh. Doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh triển khai giải pháp kiểm soát, ngăn chặn kết nối vào mạng viễn thông di động về việc không cho phép các máy điện thoại di động mặt đất 2G không được chứng nhận hợp quy nhập kết nối vào mạng di động, không được phép nhập mạng mới cho các máy điện thoại di động chỉ hỗ trợ công nghệ 2G, không thuộc danh sách các máy điện thoại 2G được chứng nhận hợp quy do Bộ Thông tin và Truyền thông công bố. Tăng cường công tác thông tin và truyền thông tới người sử dụng dịch vụ các nội dung quy định về tắt sóng di động 2G, đồng thời công bố thông tin đầu mối giải quyết khiếu nại của khách hàng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự 16 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.